Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 22 tháng 3, lễ thánh Benvenutus ở Osimo. Đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của thánh Benvenutus ở Osimo qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Thánh Benvenutus xuất phát từ dòng họ Scotivoli nổi tiếng ở Ancona, Ý Đại Lợi. Sau khi học thần học và luật tại Đại học Bologna, Ngài được thụ phong linh mục và được trở về Ancona để phụ giúp việc điều hành giáo phận. Sau đó, Ngài được bổ nhiệm làm giám quản giáo phận Osimo. Thành phố này từng chống ngôi giám mục trong 20 năm vì bị trừng phạt về tội ủng hộ Hoàng đế Frederick Đệ Nhị trong cuộc chiến chống với Đức Giáo Hoàng. Cha Benvenutus thành công trong việc thuyết phục dân chúng Osimo trở về tuân phục Đức Giáo Hoàng. Năm 1264, Đức Giáo Hoàng đặt cha Benvenutus làm giám mục Osimo, nhưng cho phép ngài nhận áo dòng Francisco trước khi nhận nhiệm vụ mới. Khi là giám mục, Đức Benvenutus vẫn mặc y phục của dòng và tuân giữ quy luật Thánh Francisco một cách nghiêm nhặt. Ngài thúc giục sự cải tổ trong giáo phận bằng cách triệu tập các công đồng và thiết lập các quy tắc thật khôn ngoan để chống với những lạm dụng thời bấy giờ. Nói tóm lại, Đức Benvenutus đã đưa mọi người trong giáo phận về gần với Thiên Chúa hơn. Năm 1282, Ngài từ trần trong giáo đường của Ngài giữa các linh mục giáo phận. 3 năm sau, Ngài được Đức Giáo Hoàng Martin thứ 4 tôn phong hiển thánh. Dân chúng đủ mọi thành phần xã hội đã noi gương Thánh Francisco đi theo Đức Kitô, trong khi hầu hết các giám mục Francisco đều phục vụ trong công tác truyền giáo, nhưng cũng có nhiều vị như Thánh Benvenutus. Địa vị lãnh đạo của các ngài giúp họ ý thức rằng đời sống khiêm tốn và khó nghèo là dấu chỉ của giáo hội Đức Kitô. Tình Chúa bao la, lòng
xoa dịu bao muộn phiền và ngàn nỗi chuân chuyên.